À, rượu say à? Ui rồi ôi. Uống hết mấy mấy chai mà say như này? Mỗi người hai chai. À, chào bạn nhá. Hiện tại thì mình đang lang thang trên chợ phiên vùng cao. Đây. Hôm nay mình quay chia sẻ cho các bạn khung cảnh đồng bào vùng cao họ uống rượu ngô tại chợ phiên nha các bạn nhá. Đó. Các cụ đi chợ này, uống rượu với lại nước ngọt nhá, không cần mồi đâu các bạn. Ở đây là rượu ngô. Hầu chớ, hầu chớ. Đấy. Thường thường đi chợ ấy là họ hay các cô hay ngồi uống rượu với nhau như này đó. Rất là nhiều bàn ngồi uống rượu này. Đó, mình đi quay khung cảnh này cho các bạn cùng tham khảo nhá. Đây ở bàn này thì mình thấy có người say tại chỗ luôn. Đó. Hầu chớ. Say rượu rồi à? Say rồi anh. Say rồi. Uống hết mấy chai mà say như này? Mỗi người hai chai. À. Mỗi người hai chai là rượu ngô đúng không? À, uống rượu không không. Không ăn phở à? À uống không thôi. Ăn sáng thì ăn được nhưng mà không có rồi nhắm lại. À. Thế như này tí sao về được? Say như này tí sao về được? Nhà cách đây xa không? Hai cây thì à? Đi bộ hay đi xe? Ui đi xe nguy hiểm lắm. Thôi đi bộ về thôi. À khu ngoài kia thôi gì. Ừ cảm ơn anh nhá. Tí tỉnh hẳn mới về nhá. Say rượu luôn. Thường đi chợ phiên là mỗi người làm 1-2 chai thôi. Sao mày chú say rượu à? À rượu say à? Ui dồi ôi. Không đèo chú ấy về. Không đèo về. À, đi xe ngủ nguy hiểm nhỉ. Thế chịu vào trong này đi, chịu vào trong này ấy. Ngủ ngoài đường này nguy hiểm lắm. Say rượu nhà chú. Đấy, chịu vào trong này ngủ đi. Ngủ này tí ô tô đi này. Tí ô tô đi họ không để ý ấy. Đi vào trong này đi. Đi vào trong này chú ơi. Đi vào trong này đi. Nay uống nhiều không mà say như này. Say mềm luôn này. Ôi dồi ôi. Đây, ngồi đây. Đây đây, nằm. Lấy cái kia, ở cái kia là đựng bánh mì. Ôi dồi. Nhà xa không? Cách đây bao nhiêu cây? 4 cây à? Uống rượu đâu mà say như này? Uống chợ à? À, đi gặp bạn bè là ngồi uống rượu với nhau. À. Ngồi uống rượu không à? Không à. Thường thường ở trên vùng cao ấy họ đi chợ hay ngồi uống rượu với bạn bè tại chợ phiên này. Rất là nhiều người say, thậm chí có nhiều người say nằm ở ngoài đường ở quốc lộ luôn. Đây là ở trong phố. May mình đi qua thấy rất là nguy hiểm, mình xuống quay chia sẻ với các bạn cho mình giúp ông chú dắt ông này vào trong này vỉa hè. Chú ơi, để tình hẳn với đưa ông ấy về nhá, không cảm ấy. Tí nó con nó về đón. Tí con về đón à. Đi chợ là phải say đúng không? Các bạn, đó là một trong những cái nét văn hóa của đồng bào vùng cao nhé. Cảm ơn chú nhé. Chào chú nhé, cho đi về, hai chú mày khỏe nhá.